107 ngày rồi. Thiết kế lại, thiết kế sai lầm. Kỳ ta. Mẹ.
Ê, khoan. Gì? Cảm khái vậy. Hello.
Được luôn á, xấu quá. Ồ, cái này là cái gì?
Nước Thank you.
Ý. Chị lại không ta. Nên có máy này cho điện không?
Mày không gỡ được mấy này à? Kỳ vậy? Là mẹ rồi. Rồi. Gần tới rồi. Được rồi, tiếp tục hành trình phía trước. Hãy
lượng nhặt hết. 2, 4, 3, 6, 9, 11 là 22. 2. Đây rồi, sẽ đi sau đi. Đây, xuống sau đây mình nhập. Chim đúng không? À đây là luôn chùa cứ lắm thôi. Ui 54 cây gỗ kìa. Hết chưa? Như đây chắc đủ rồi đấy. Chưa tám ngàn bảy cái không được rồi. Ok à, không 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 không
tây ngon này. Giờ mình có cái ngân hàng hạt giống này, thế còn thầy xuống đây thầy viên trong biển à, trong đồng biển này, đây đây đây, trong khoai tây đây, đưa này chưa đã. Chim về hoa hoa là gì ta? Chim mình như mình nhiều quá. Chim 4 con, 3 con, 5 con đúng không? Giữa 17 chạy một đứa sống này. Cây lấy cái này về, lấy cái này về, lỡ lấy cái này về luôn, xa quá. Ủa có người, có người lấy lấy về đi. Chỉ khỏi cần chéo lên đây. Chắc thêm cái bồn chứa nước đi. Ê chà, mấy tấm pin mặt trời chạy hát thì chứ không cần
Máy này chạy mà không cần phải không mất điện đúng không ạ? Được cái nhà. Nhờ pin mặt trời ạ. Thôi thật. Cũng chưa cần thiết lắm. Có gì đây? Hạt bụi. Phá được mấy này được mình thiệt. Cây thông luôn tốn thì cái nhạc thôi. Hoa làm gì ta? Hoa nhạc đi. Cái thông thường làm đó. Đây. Đây mười cá trừ năm nhưng mà rong thì cộng năm. Nghiên cứu lại đây.
này được này. À, cái này là ui lâu thế. Không bị đau, không bị bệnh, nằm thật khá đi. Cây gỗ lấy nấm nhé, 42 lâu thế. Phải trồng thêm rồi. Cá được 15. Nhựa. Ôi cha. Hướng dương có kết quả ở đây. Năm bề như này là ổn. Ở đây một bề được 15, bốn bề là 60.
không biết, cảm giác không đủ chứ. Đây là cái hạt giống vậy không? Như vậy còn 3.000 rồi, hai cái nữa là một trong. Tiếp tục cuộc hành trình lên 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 top yeah. Chết. Trên này có cánh đồng này. Ngoài tay này đồng để trồng vậy, có cây trồng trồng trên cái này á. Hạt giấy mẹ hạt giống vậy khác chưa. Ý.
cái bắp chưa kịp gì nó lậm mẹ rồi. Sống hạt giống chua, cà chua thì quá năm sắp ok rồi đấy. Kho chứa nước à, mưa nước ngọt
mình nhớ đến 5 cái rồi ta. Cá nhỉ. Không biết. Thế rồi. Không biết được tận. Này. Đấy. Như thiếu người. Mẹ bọn này không cho chim ăn trời. Rồi bốn con sắp vào đi rồi. Này đồ ăn thì có đây mà không tặng lại cho ăn hết. Nhiều việc mà. À. Tiên động vật cho bay nó làm cực lực để thay bay rồi. Thấy
đi lượm đồ, mày khỏi phải đi lượm đồ xứ giúp mẹ rồi. Ai là đồ ấy. Khi này xem con này là salad rong biển, có bắp cà chua, mà ít nha, mê bọn này nó nhiều việc quá, nó làm không xuể à. Rồi chứ sao giờ? Đây là chồng luôn, để chụp nhanh lắm, bọn này chụp nhanh lắm. Rồi nha. Thấy thì là lo chụp đầu liền. Cái chỗ chín này. Mà thể hiện lên rồi không kịp bọn nó lúc bãi chữ thiệt. Sáng phát ra lo chụp liền mà không được. Ngồi canh bọn này nhanh quá.
chưa? Hết rồi à? Mẹ nó đánh nhanh thiệt ạ. Em Yeah. Sao này này đang tiếp qua. Ê chà, nhà nhìn nó khác bọt hẳn nha. Thần
Dạ, cảm giác sản xuất nước cũng kịp ra. Đấy. Hiểu nha. Thôi đầy hiền hết, không nảy lộn luôn. Ok, tưởng tự động điện luôn, có điện mà phải đạp.
không thèm đi nhạc luôn kìa. Nhiều kìa. Thì cái thấy nào đi cứu lúc này kia luôn đã. Không thèm đi cứu luôn mà đỉnh kia. Chị cứu đi được thêm người, trời ơi. Chờ mày nó làm gì làm đây, đồ ăn cũng thiếu, khá thiếu nước. Ồ, trời ơi.
Công viên. Trời ơi cây lúa. Cà chua. Cái mình cần bắp cái khoai tây thì không có. Thôi năm thì nó đầy không có giỏi đây. Thì làm gì khác à, năm kết quá nhiều việc cho một ngày. Thôi giờ không biết thì nhiều quá rồi. Thôi dọn tiền luôn thôi. Không thằng nào không dọn tiền luôn. Chèn gì nãy giờ mẹ. Luôn luôn sống không cần luôn
kiếm được ra bắp với khoai khoai tây trời. Nhiều rồi, 10.000 hoặc 2.000 nữa. Cái này rồi. Trời ơi, cái này nhiều thế. Thôi chim ơi, dừng 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 cái này đi. Thấy con tay anh này xiên dữ vậy, đêm mà vẫn làm á.
Xuyên không? Tối rồi mình đi làm rồi. Sắp đầy rồi kìa. Dừng lấy gỗ thôi kìa. Đúng rồi, hãy hỏi thầy về đây. Dừng. Mới chín mà đâu bằng tên rồi. Ui, mày nhầm thế. Mới thấy sáng lên nhấp cái là
Alo. Ủa? Mẹ bọn này ẩm nhanh thế. Để mai nữa. Nhắc tới kia rồi. Sáng sợ hơi khó, chiều ấy. Chắc 9 giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi trời ơi. Sắp lên tới bản đồ thấy chưa? Ôi rồi ôi rồi ôi rồi 27.000 lận, mình mới đang ở 21.000.
đó chết mẹ đâu là có uống đâu, anh nói anh không uống mà. Xin thời gian đấy, 8 giờ đấy, 4 giờ rồi kìa. Mấy giờ chiều? em sợ anh không đi được nên em đâu có coi. Ai? Em sợ anh về anh Anh là nãy anh là nói anh không uống mà. đi công việc vui quá. Quá gì, em anh uống ngay từ đầu rồi chứ, nhận qua bắt đầu làm 2 ba lon vậy chứ. Sáu giờ 35 đi cho nó đỡ bập bẹ. Giờ là 4 rưỡi, hai tiếng nữa thoải mái luôn. Xem Vợ muốn ăn thì đi thôi. nghe đi.